trung vào ăn đi con. Ăn nhanh đi con. Sao cứ nghịch đồ ăn đấy nhở? Ăn nhanh lên. Mai thi toán rồi đấy, còn phải vào học bài nữa. Không như lần trước ấy, không biết gì phải copy bài bạn ấy. Copy thì làm sao à? Miễn điểm cao là được, anh phải nhắc đấy nhở? Ơ hay. Ô, hư quá này. Ai dạy con như thế đấy hả? Cần gì ai dạy à? Tại vì bố cứ xem một trang web độ kìa, mày nhìn mà xem.